Cuộc sống không như mơ của di dân, nhà tám anh chị em, mẹ lớn tuổi vẫn phải đi mượn nợ. Mang danh hoàng tử vi bớp nhưng chi dân lại không có cuộc sống hoàng tử. Nhắc đến chi dân, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một nam ca sĩ với ngoại hình bảnh bao, phong cách thời trang cùng giọng hát ngọt ngào. Chi dân bắt đầu theo đuổi con đường ca hát từ năm 2013 với sở trường là những ca khúc nhạc pop ballad. Với vẻ ngoài thư sinh hiền lành, không ít khán giả lầm tưởng chi dân là một công tử với cuộc dạo chơi trong âm nhạc. Thế nhưng sự thật rằng chi dân không hề có cuộc sống trong mơ, mà bản thân anh vẫn đang cố gắng từng ngày để có được thành công. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhưng chi dân được mẹ chăm sóc rất chu đáo, dù gia đình không khá khá giả. Nên nam ca sĩ luôn tự ý bản thân phải cố gắng mỗi ngày để có thể phụ giúp cho cha mẹ và gia đình. Nam ca sĩ chia sẻ, con đường sự nghiệp anh đi không hề dễ dàng và đôi lần thất bại, cũng như việc chi dân đã từng nhờ mẹ vay tiền để làm album riêng, mua bài hát. Bắt đầu sự nghiệp bằng con số 0 khi trong tay không tiền, không quan hệ, chi dân lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ với niềm đam mê duy nhất là ca hát. Lúc mới lên Sài Gòn bỡ ngỡ nhiều lắm, gia đình chi dân lúc đó chẳng những không giàu mà còn rất nghèo, thậm chí thiếu nợ. Mẹ chi dân dù lớn tuổi nhưng vẫn phải lo cho chi dân ăn học nên phát sinh thêm rất nhiều khoản nợ lớn. Lúc mới làm nghề, để chi dân làm MV, mua bài hát, mẹ chi dân cũng phải đi mượn nợ cho chi dân làm. Chi dân chia sẻ lại giai đoạn khó khăn mới vào nghề. Tên tuổi chi dân bắt đầu được nhiều người chú ý hơn khi ca khúc Mất Trí Nhớ được đông đảo khán giả yêu thích và nhiều người cho rằng nam ca sĩ ăn may để nổi tiếng. Đáp trả lại những phản ứng trái chiều đó, chi dân không hề có sự phản pháo trên trang cá nhân hay những phát ngôn đính chính, mà thay vào đó chi dân lặng lẽ lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc, sáng tác và cho ra mắt nhiều ca khúc mới khẳng định tài năng thực sự của bản thân. Trong khi đó phải kể đến sáng tác Anh Muốn Em Sống Sao khá thành công cho nữ ca sĩ Bảo Anh. Đến năm 2016 với ca khúc Điều Anh Biết, chi dân thực sự đưa tên tuổi của bản thân đến gần với người hâm mộ khi ca khúc có hơn 100 triệu người xem clip và hơn 30 triệu người xem MV chính thức. Đến năm 2015, chi dân nhận được giải Mai Vàng với hạng mục 10 nghệ sĩ của năm và vinh dự được lọt top 5 đứng thứ 2 trong hạng mục Best Asian Artist in Việt Nam, nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á tại Việt Nam trong danh sách đề cử Mama cùng năm. Với gần 5 năm hoạt động nghệ thuật, chi dân đã mang đến cho khán giả nhiều bản hit như Người Tôi Yêu, Giả Vờ Nhưng Anh Yêu Em, Thế Giới Thứ Tư, 1234, Điều Anh Biết. Chi dân dần khẳng định được tài năng của bản thân là một nghệ sĩ đa tài, vừa hát vừa sáng tác. Cùng với đó, chi dân cũng chăm chỉ luyện tập vũ đạo và theo đuổi những dòng nhạc mới, không đóng khuôn cho bản thân như đen điện tử, R&B. Tham gia chương trình âm nhạc và bước nhảy, chi dân quậy tung sân khấu với một mini show hoành tráng. Trong mini show này tập hợp lại những bài hát nổi tiếng nhất của chi dân suốt khoảng thời gian qua như Yêu Một Người, Biết Không Em, Có Được Không Em, Người Yêu Tôi cùng ca khúc 1234 được anh trình diễn sôi động cùng vũ đoàn O. Chương trình phát sóng trên VTV9 vào lúc 20 giờ tối thứ bảy đầu tiên của tháng. Nam em bất chấp diện lại váy nhà Phương mặc, giúp được Trường Giang cầu hôn kèm lời thách thức. Nam em mặc giống hệt trang phục mà Nhã Phương mặc vào đêm trao giải Mai Vàng 2017, cũng chính là đêm mà Nhã Phương được Trường Giang cầu hôn trên sóng truyền hình trực tiếp. Sau khi scandal tình cảm tay ba, nam em Trường Giang Nhã Phương lắng xuống, thì mỗi người đã trở lại guồng việc của mình. Nam em liên tục ra MV ca khúc cũng như tung những hình ảnh. Nhã Phương tỏ ra không bị ảnh hưởng khi vẫn vui vẻ làm việc, đi chơi cùng bạn bè, trong khi đó Trường Giang vẫn chạy show bình thường. Điều đáng nói, dù quay lại cuộc sống bình thường, nhưng nam em thường xuyên đăng những trạng thái mỉa mai hay luôn nhắc đến Trường Giang. Mới đây, trên trang Instagram của nam em lại cho đăng một bức ảnh khá xinh đẹp cùng với dòng trạng thái Phỏ tắc em, đừng trách em, thâm cung bí sử. Ngay sau khi thấy hình ảnh của nam em trên Instagram, nhiều cư dân mạng lại nhận ra rằng chiếc váy mà người đẹp Tiền Giang mặc lại giống hệt chiếc váy Nhã Phương mặc tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Cũng chính là đêm mà Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp. Hơn thế nữa, giọng viết của nam em khá thách thức, không hiểu cô nàng đang nhắm tới ai. Giọng thách thức, mỉa mai của nam em. Cư dân mạng lại bắt gặp phụ kiện mà nam em cài trên đầu, cũng là loài hoa cẩm chướng cô thích tặng sinh nhật cho Trường Giang đợt vừa rồi. Chiếc váy nam em mặc đúng là chiếc váy mà Nhã Phương đại diện vào đêm được cầu hôn tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Với thân hình mảnh mai, Nhã Phương mặc chiếc váy này rất đẹp và tôn dáng.
cả nam em lẫn nhà Phương mặc đều đẹp và rạng ngời như nhau. Phi Thanh Vân mua nhà mới, còn cẩn thận mời thầy trấn yểm bùa, nào ngờ nghe phán một câu rợn người. Người đẹp giao kéo chia sẻ, ai muốn lấy cô làm vợ thì phải mua nhà riêng, không thể có chuyện về nhà của cô ở. Sau đổ vỡ của hai cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, Phi Thanh Vân hiện đang sống độc thân, công việc kinh doanh thuận lợi. Mới đây, Phi Thanh Vân đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô cùng thầy phong thủy đến xem căn hộ cô mới mua. Theo đó, nữ diễn viên cho biết, cô mua nhà mừng con trai 2 tuổi. Thầy phong thủy nói rằng ngôi nhà này chỉ nên ở độc thân. Nếu như Phi Thanh Vân dẫn chồng về ở thì không hợp mệnh, hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay. Phi Thanh Vân cười lớn, cô nói, thầy cứ yên tâm, ngôi nhà này sẽ không bao giờ có ai vào đây ở. Vì nếu như người đàn ông nào yêu và lấy Phi Thanh Vân làm vợ thì sẽ phải mua nhà cho tôi ở. Bởi vì ngôi nhà này tôi sẽ tặng cho con trai của tôi là bé Tấn Đức. Người đẹp đã chia tay người chồng thứ hai Bảo Duy hồi cuối năm 2017 vì hai người xảy ra bất đồng. Phi Thanh Vân từng tố cô bị người này bạo hành, đập phá nhà cửa vì ghen tuông vô cớ. Sau khi ra tòa, Phi Thanh Vân giành quyền nuôi con trai nhỏ và dồn hết tình cảm cho con. Trước đó, cô từng sảy thai nhiều lần vì sức khỏe yếu, mỗi lần đều đau như chết đi sống lại. Phi Thanh Vân ký hợp đồng mua căn hộ chung cư cao cấp từ vài tháng trước khi nhận nhà. Cô gọi đây là món quà mừng con trai lên 2 tuổi. Cận cảnh nội thất xa hoa đắt đỏ trong căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh của Phi Thanh Vân. Tông chủ đạo trắng và xám nhạt rất nổi bật. Phòng riêng của bé Tấn Đức thiết kế cầu kỳ và dễ thương. Được biết tổng giá trị căn nhà này lên tới 10 tỷ đồng. Phi Thanh Vân cho biết cô rất yêu cuộc sống tự do, vui vẻ hiện tại bên con trai. Phi Thanh Vân sẽ không vội vàng tìm người yêu, cô sẽ chọn thật kỹ lưỡng để không đau khổ lần nữa. Cả thế giới ra mà xem, Hồ Ngọc Hà khoe cả ảnh Kim Lý trong phòng tắm lúc này. Vừa đăng ảnh của Kim Lý được vài phút thì Hồ Ngọc Hà cũng đã vội vã xóa đi khoảnh khắc này. Mới đây trên Instagram, Hồ Ngọc Hà đã khiến khán giả hết sức ngỡ ngàng khi chính cô đăng tải hình ảnh của nam diễn viên Kim Lý. Có thể nói, đây là bức ảnh cận cảnh đầu tiên về anh mà cô chia sẻ công khai với mọi người. Tuy nhiên, điểm thu hút ở đây chính là khoảnh khắc gần như trọn vẹn thân hình của anh. Với cơ bắp cuồn cuộn 6 múi, Kim Lý dường như đút mắt bao ánh nhìn. Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh Kim Lý đang trong phòng tắm, anh còn tạo dáng chụp ảnh khi đang cạo râu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng vội xóa khung hình này, nhiều người cho rằng cô đã vô tình đăng nhầm ảnh. Ngay sau đó, Kim Lý đăng bức ảnh giống hệt vào Good Morning Texas. Điều này đồng nghĩa với việc anh đang tháp tùng Hà Hồ trong chuyến công tác tại Mỹ. Thời gian này, người đẹp đáp chuyến bay đến khắp các nước để phục vụ khán giả cũng như phát triển công việc kinh doanh. Dẫu vậy, khi đi đến đâu cô cũng có người yêu bên cạnh, Kim Lý dường như trở thành một vệ sĩ trung thành của Hà Hồ. Cả hai luôn làm mọi người xuýt xoa vì sự hạnh phúc của họ được toát lên từ ánh mắt và nụ cười. Sự thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được truyền thông khán giả ngày càng quan tâm. Sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn phim giả tình thật với nam diễn viên Kim Lý khi cả hai thể hiện những cánh khóa môi quá nồng nhiệt. Hiện tại, khán giả rất mong cặp đôi này sẽ sớm về chung nhà trong thời gian sắp tới. Thánh chữ Duy Mạnh phát ngôn sốc về Trinh Tiết trong showbiz. Còn Trinh thì không đứa nào thèm chơi, mắng Lê Minh Sơn tâm thần. Trong khi cụ người mẫu Trang Trần nói chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Sau phát ngôn, phủ mông như cách chào hỏi trong showbiz của Phạm Anh Khoa, dư luận ngỡ ngàng với câu nói của cụ người mẫu Trang Trần, chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu. Phụ nữ gà tình hay xàm sợ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à, xin lỗi cái showbiz này thối lắm. Không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Trang Trần bày tỏ. Theo lời Trang Trần, những người mà khán giả vẫn gọi là nghệ sĩ thường có cách sống phóng khoáng, cởi mở hơn so với các quy chuẩn nguyên tắc chung của xã hội. Thế nhưng, Hoa hậu Hennie không đồng tình với phát ngôn của Trang Trần khi bình luận vừa ngô nghê nhưng dễ thương. Dưới bài đăng về câu nói gây bạo của Trang Trần, Hennie bình luận ngắn gọn, vậy em chưa vào showbiz nè. Qua đó, người đẹp AD đang nhằm gửi đi thông điệp mình vẫn còn chín chắn. Phản ứng trước phát ngôn của Trang Trần, nữ ca sĩ Miko Lan Trinh đăng status gửi đàn chị.
Chị chan trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ chị ạ. Em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép, có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp. Khi có fan hỏi về vấn đề nhạy cảm này, ca sĩ Duy Mạnh bừng luận sốc chẳng kém chan trần. Vào showbiz mà nói còn trinh thì không đứa nào thèm đụng. Hoặc nếu còn thì thế nào cũng bị bọn nó suối, bán cho mấy chàng đại gia lắm tiền. Lý do vì môi trường showbiz dành cho tiền bạc và danh vọng, chứ không phải nơi dành cho tình yêu và hạnh phúc. Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà còn trinh thì không đứa nào thèm đụng, hoặc sẽ bị gạ bán cho đại gia. Trong bài phỏng vấn mới đây, nhạc sĩ Lê Minh Sơn gây tranh cãi khi nhận định những từ ngữ tầm thường như anh yêu em, ngất ngây, đắm say, con tim hao gầy được viết ra từ những con người tầm thường. Không chỉ đích danh ai, nhưng phát ngôn của huấn luyện viên Sinh Mai Son đã đụng chạm đến không ít nhạc sĩ trẻ và trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Trước câu hỏi của fan rằng Lê Minh Sơn bảo nhạc sĩ mà viết câu anh yêu em là tầm thường, anh có suy nghĩ gì vì anh cũng là nhạc sĩ nhiều bài hit, Duy Mạnh không ngại trả lời, thằng đấy bị tâm thần, chấp với nó làm gì? Duy Mạnh mắng Lê Minh Sơn bị tâm thần.